Quý cô bác và anh chị kính mến, ngày hôm nay Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, tiền bạc đủ đầy, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri chính xác 100%, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, tháng 4 âm lịch, vận đỏ hơn son, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ùn ùn kéo về nhét, chật két, khổ mấy cũng đổi đời đại gia. Quý vị thân mến, Tử Vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp được nhiều may mắn, những thành công có được đều phải đánh đổi bằng sự hy sinh, nỗ lực và cố gắng không ngừng. Sau khi xem tử vi cho 12 con giáp, các bậc thầy tử vi đã chỉ ra rằng, bước sang tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 này, sẽ có những con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, họ có thể không quá giàu có, nhưng có thể kiếm được cơ hội để thành công. Cụ thể là tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn, quý cô bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963, sẽ gặp được nhiều may mắn, được các tinh soi chiếu, quý nhân chiếu cố nồng hậu. Đây là giai đoạn thiên thời địa lợi nhân hòa, giúp cho bản mệnh tìm được cơ hội để mà phát triển sự nghiệp, kiếm thật nhiều tiền, mua nhà sắm xe, đổi đời giàu nhất vùng thiên hạ. Đặc biệt nếu như bản mệnh biết nắm bắt mọi thứ thì sẽ đổi vận bất ngờ. Vậy, vận trình tử vi chi tiết các phương diện tháng 4 âm lịch của quý cô bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963 sẽ diễn ra như thế nào? Vận may nào sẽ đến với con giáp này? Thì xin mời quý cô bác, anh chị hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm video dưới đây của Minh Đường Tử Vi nhé. Quý cô bác tuổi Quý Mão thân mến, ở độ tuổi ngoài 60, người khôn ngoan không nên quá hào phóng hai điều này với con cái, bởi sẽ gây ra những rắc rối không đáng có. 1. Tiền bạc. Là đấng sinh thành, cha mẹ luôn yêu thương và sẵn sàng làm những điều tốt nhất cho con cái, ngay cả khi đã bước sang tuổi xế chiều, họ vẫn muốn để lại nhiều tiền bạc của cải, để thế hệ sau bớt vất vả. Tuy nhiên, có câu dạy con cách câu cá chứ đừng tặng cá cho con. Việc phụ huynh bỏ ra tiền bạc, công sức chỉ giải quyết được một phần vấn đề, chứ không phải là mấu chốt quyết định hạnh phúc trong cuộc đời của con cháu. Do đó, trong vấn đề này, cha mẹ chỉ nên hỗ trợ chứ không nên thay con cái lo toan vấn đề tài chính. Nhiều người con khi được cha mẹ lo toan cho mọi thứ sẽ hình thành thái độ sống phụ thuộc, không muốn lao động mà trở nên lười biếng, thui chột ý chí phấn đấu. Chúng sống trong cảnh đủ đầy, biết mình có tiền tài, đôi khi không ý thức được sự vất vả của cha mẹ mà nảy sinh thói sống hoang phí, đua đòi, coi thường người yếu thế hơn. Nếu không biết kiểm soát chi tiêu thì rất dễ kéo theo nhiều tai họa. Không những thế, vì quen sống dựa dẫm vào người khác, nên khi những đứa con này không còn có bố mẹ che chở, giúp đỡ, sẽ khó tự lập và gặp nhiều thất bại khi đối mặt với sự khắc nghiệt của xã hội ngoài kia. Vậy mới thấy, cha mẹ quá nuông chiều, bao bọc con cái quá mức cũng không tốt, nhất là ở phương diện tiền bạc. Bên cạnh đó, khi về già, thay vì để lại hết tiền bạc cho con cái, cha mẹ cũng nên tiết kiệm cho riêng mình, chuẩn bị cho mình một khoản tài chính thật vững chắc. Con cái khi lớn lên cũng sẽ có gia đình riêng, có không gian riêng, không thể luôn kề cận bên để chăm sóc. Lúc này, nếu chẳng may bạn đổ bệnh hay gặp chuyện cấp bách thì vẫn có thể tự lo liệu mà không cần đến con cái. Bởi vậy mới nói, người già có tài chính sẽ giống như cây cổ thụ luôn trụ vững giữa đời, dù cuộc sống có giông tố ra sao. Khoản tiền này vừa giúp chúng ta chẳng phải sống phụ thuộc vào con cháu, vừa khiến chúng ta làm chủ được cuộc sống của mình hơn. Có như vậy, những năm tháng sau này, bạn đỡ muộn phiền, âu lo. 2. Nhà cửa. Không chỉ tiền bạc, nhiều bậc cha mẹ thường có suy nghĩ sẽ để lại nhà cửa cho con cái. Tuy nhiên, điều này cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Cần phải xem xét kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Người ta thường nói, tổ vàng hay tổ bạc không bằng tổ ấm của mình. Dù nó tồi tàn đến đâu, chỉ khi sống trong chính ngôi nhà của mình, bạn mới có thể cảm thấy tự do và thoải mái nhất. Do đó,
ở những năm tháng của tuổi già, bạn không nên hào phóng giao cho các con tài sản này quá vội. Bởi có những trường hợp khi cha mẹ còn sống, làm thủ tục tặng cho nhà cho con, song bỗng trở thành người đi ở nhờ con cái, nảy sinh rất nhiều điều bất tiện. Bên cạnh đó, việc giao nhà cửa lại cho con cái quá sớm cũng có thể là nguồn cơn khiến không ít trường hợp tình anh em trong nhà tan nát vì tranh giành tài sản của cha mẹ để lại. Nhiều người con vì lòng tham mà gây ra mâu thuẫn trong gia đình, họ bị vật chất chi phối rồi quên mất rằng những tranh chấp như thế không chỉ khiến tình thân bị sứt mẻ, mà còn khiến thiên hạ chê cười. Nhiều người con khi bị cuốn vào vòng xoáy kim tiền, bị những tài sản hiện hữu cám dỗ, rồi quên mất giá trị tình thân. Do đó, nếu cha mẹ có tài sản hay nhà cửa, hãy cân nhắc nên để lo cho bản thân trước, còn lại bao nhiêu thì lập di chúc để lại cho con cháu. Hơn nữa, nếu có gia sản để lại cho thế hệ sau, bạn cũng nên tính toán kỹ lưỡng để tránh việc xảy ra tranh chấp trong nội bộ gia đình. Việc tiết lộ cho con cháu chuyện thừa kế quá sớm sẽ có những việc mà cha mẹ không lường trước được. Tóm lại, thay vì hào phóng cho con những loại tiền bạc, nhà của nêu trên, thứ tốt nhất cha mẹ để lại cho con cái chính là cách giáo dục tốt để chúng có thể tự học cách kiếm sống và cách làm người. Cha mẹ có tầm nhìn xa nên tiết kiệm của cải với con cháu và hào phóng để lại cho các con cái hai loại của cải khác là một trái tim biết ơn và thái độ sống tích cực, lạc quan. Điều này sẽ giúp con cái tích lũy sự thịnh vượng về sau, cũng là giúp bản thân có một tuổi già an nhàn, hạnh phúc. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách và tài năng của người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tuổi Mão là biểu tượng cho con mèo, là con giáp đứng thứ tư trong thứ hạng 12 con giáp và khi khởi vòng trường sinh, tính theo tiết khí, thì Quý Mão ứng với cung Lâm Quan. Đứng trước nó là Dần, đứng sau nó là Thìn. Tuổi Mão là hình ảnh những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Người tuổi Mão là người rất tinh nhanh, thông minh và cực kỳ nhạy bén, nên họ luôn thành công trong lĩnh vực toán học hay kế toán. Người tuổi Mão sống rất tình cảm, thích yên ổn, luôn nhạy cảm, là người đối đáp giỏi giang, khéo léo thông minh, yên ổn may mắn, làm việc siêng năng, y lộc không thiếu, nam mạng có phúc phận, nữ mạng ăn nói lịch sự, dễ thân thiện. Phần nhiều những người cầm tinh mèo đều ưa thích các điều huyền diệu, kỳ lạ, bởi thế đôi khi trong giao tiếp với người đời, cảm thấy họ như có cái gì sờ sợ, bàng bạc, họ có nghệ thuật yêu đương, đôi khi là những dòng nước mắt hay cái nhìn đong đưa để lôi cuốn người khác giới. Họ cũng thích hưởng niềm vui nhục cảm. Phần lớn những người cầm tinh con giáp này Mão thích sống theo quần thể đông vui, không thích sự lẻ loi đơn độc. Người tuổi Mão sống ung dung, tự do tự tại và luôn luôn lạc quan, sống lương thiện, dễ tha thứ cho người khác. Người sinh tuổi Mão có tinh lực dồi dào, tinh nhanh, lanh lợi, hoạt bát, thích ứng với mọi hoàn cảnh, có thể sống thân tình với bất cứ ai. Họ là người có cá tính kiên cường, bất khuất nhưng cũng hay nhường nhịn, không thích tranh giành với người khác, có tình cảm tế nhị, trực quan sinh động và óc giàu tưởng tượng. Một khi đã tập trung vào công việc, tuổi Mão khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác, tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu quá áp lực, căng thẳng, tuổi Mão sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Thường tuổi này có tính khá cẩn thận, rộng rãi, lại nhiều mơ mộng, nhờ thông minh lanh lợi nên phúc lộc không thiếu, suốt đời có thể yên ổn. Thường người sinh năm Mão phần lớn là người có tài đức, xuất sắc hơn người. Rất nhiều người yêu quý tuổi Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Tuổi Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn tìm cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Tuổi Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh. Họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Họ khá nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với tuổi Mão là nghệ thuật. Những sáng tạo độc đáo và tinh tế sẽ giúp họ đạt được thành công cao. Người tuổi Mão đa phần thành đạt trong thương trường và quan trường. Họ cũng hay gặp nhiều may mắn trong cuộc đời và họ cũng có đức tính tiến thủ. Biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi cơ hội khi vận may tới để vươn lên. Họ có khả năng giao tiếp tốt, gây được ấn tượng với mọi người xung quanh. Tuổi Mão đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn. Bất kỳ ai xúc phạm đến danh dự của mình, họ đều coi những người đó là kỳ thủ. Họ hài hước, luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho người khác. Nhưng đôi lúc, tuổi Mão vô tình tự làm buồn chính mình. Có thể nói, tuổi Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh, sự nghiệp lẫn tình duyên.
Trong cuộc đời, mỗi khi khó khăn tuổi Mão lại gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963, tháng 4 âm lịch 2024. Nhìn chung tháng 4 âm lịch năm 2024 là tiết Tiểu Hạ, là khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Quý Mão. Nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt bạn, chủ yếu là bạn có đủ quyết tâm và tin tưởng để nắm bắt hay không mà thôi. Cục diện tam hội giúp cho sự nghiệp cũng như tài lộc của người tuổi này có dấu hiệu phát triển tích cực hơn hẳn nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa. Bạn có thể gặp gỡ và quen biết được với quý nhân, đối phương có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích để bạn tìm ra hướng đi mới phù hợp hơn cho mình. Hãy quyết tâm theo đuổi điều mình mong muốn, đừng sợ hãi thất bại hoặc lo lắng mình không có đủ năng lực. Trải qua khó khăn, thử thách, bạn sẽ trưởng thành hơn. Với người làm ăn, kinh doanh, công việc của bạn cũng tiến triển thuận lợi hơn khi các mối quan hệ với khách hàng, đối tác đều phát triển tốt đẹp, bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người xung quanh, nên gặp khó khăn được giúp sức, lại được giới thiệu thêm cho những cơ hội làm ăn triển vọng, hãy chăm chỉ làm việc, ắt sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi Quý Mão âm lịch thấy rằng, Bách Việt chủ đào hoa đem tới nhiều tin vui tình cảm cho người tuổi Mão, đặc biệt nếu bạn vẫn còn độc thân, khoảng thời gian này, bạn nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, nên nhận được nhiều lời ngỏ ý làm quen của các đối tượng khác giới, việc quyết định đến với ai hoàn toàn nằm ở trong tay bạn. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, trong tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Trên 4 phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe, mời quý cô bác cùng theo dõi. Về phương diện sự nghiệp, bước sang tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Quý Mão đầu tháng sự nghiệp có tỷ kiên trong thập thần tác động, ngụ ý xuất hiện sự cạnh tranh trong công việc. Với tinh thần tranh đấu mạnh mẽ, nên người tuổi Quý Mão không khó để có thể chiến thắng đối thủ. Dù là học hành, công việc hay cuộc sống hàng ngày, bạn vẫn vững lòng với tinh thần vươn lên đầy sức sống. Dù vận trình có chút thuận lợi, nhưng năng lượng xấu vẫn ẩn tàng nhiều hung hiểm, bản mệnh tuổi Quý Mão cần chú ý nhiều mặt. Trong tháng có điềm báo, bị tiểu nhân vây hãm mà chịu tổn thương, có thể là do lỗi của bạn bè mà mình bị liên lụy, anh em, họ hàng không giúp đỡ, tự mình xoay sở tương đối vất vả, bạn có lòng giúp đỡ người khác, nhưng cuối cùng lại bị phán xét. Vào khoảng thời gian cuối tháng, sự nghiệp lâm hãm địa, người này có chính quan tọa mệnh mang tới nhiều tin tức về quyền uy, quyền lực, mệnh chủ làm quan sẽ có tin tức về việc thay đổi vị trí công việc hoặc địa vị, nhưng vì vận khí ngũ hành không ủng hộ, nên e là sẽ gặp xấu, họa thị phi, tranh chấp, thậm chí bị kiện tụng nếu không cẩn thận. Cục diện tương hại làm cho vận khí lâm suy nên người tuổi Quý Mão khá thiện cận, không có tầm nhìn xa trông rộng, tính tình hấp tấp, hiếu thắng nên dễ tự mình hủy hoại vận khí của mình. Trong công việc, người tuổi Quý Mão cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ, kỹ càng, cẩn thận. Đặc biệt đối với những người hàng ngày tiếp xúc với những con số hay tiền bạc, tránh bất cẩn gây sai sót, nhầm lẫn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, sự nghiệp của bản thân. Vận khí chưa tốt, trong tháng này người tuổi Quý Mão không nên khai trương hay thực hiện những công việc trọng đại. Việc kinh doanh buôn bán chỉ nên tiến hành trên nền tảng cũ, tránh mở rộng về quy mô sẽ không có lợi. Trong tháng, người tuổi Quý Mão cũng đừng dễ dàng tin người quá mức, trước khi làm gì cũng phải đặc biệt cẩn thận, luôn giữ cho mình phương án dự phòng để đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Suy xét chu đáo, kỹ càng thì mới khiến cho kế hoạch đề ra được tiến hành thuận lợi, chỉ cần mệnh chủ nguyện ý nỗ lực thì chắc chắn thành quả thu được sẽ không khiến bạn thất vọng. Về phương diện tài vận, bước sang tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, tháng Kỷ Tỵ, ngay từ đầu tháng tỷ kiên lâm vượng vận, người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 lại nhận được nhiều sự giúp đỡ về tài chính. Rất có thể con giáp này sẽ được người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp trợ giúp về tiền bạc để có thể yên tâm mà phát triển vận tài lộc của mình. Người tuổi Quý Mão cũng rất biết mình, biết ta, biết bỏ xuống cái tôi của mình để cùng đồng đội hướng tới mục tiêu cao xa hơn. Với tính cách linh hoạt, khả năng tùy cơ ứng biến, khiến người tuổi Quý Mão gặp nguy không sợ, gặp khó không lùi, thêm vào đó trực giác nhạy bén và đầu óc nhanh nhạy. Dù vận trình trong tháng gặp không ít khó khăn, nhưng nếu kiên trì, cộng với kinh nghiệm, có niềm tin, quyết tâm thì mọi sự sẽ thuận buồm xuôi gió, từ đó tài lộc sẽ về. Người tuổi Quý Mão kiên trì,
Sau khi xác định rõ mục tiêu, đặc biệt là mục tiêu kiếm tiền, thì con giáp này sẽ cố gắng hết sức để thực hiện, quyết không từ nan, nhờ thế mà họ thường xuyên đạt được những mục tiêu đã đề ra. Trong tháng, dù vận trình tài lộc có sự ổn định, không phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc, song chưa có sự đột phá, trong vận trình vẫn có điểm báo hao tài. Người tuổi Quý Mão cũng nên tỉnh táo, bởi tiền bạc trong tay phần lớn đều do tích góp và tiết kiệm. Việc đầu tư tài chính trong thời điểm này nên tính toán hết sức cẩn trọng, tránh bị thất thoát. Những người làm công nhân, công chức, viên chức, nhân viên hành chính với thu nhập từ chính tài ổn định cũng không cần phải lo lắng, chú tâm hoàn thành tốt công việc của mình thì không lo về cơm áo gạo tiền. Những người làm kinh doanh, buôn bán, tự thân làm chủ, tiền bạc phụ thuộc nhiều vào năng lực và sự cố gắng của bản thân, bạn càng năng động, kiên trì vượt khó, vượt khổ thì trời không phụ lòng người, từ đó tài lộc cũng sẽ đến, giúp cho vận trình tài lộc của bạn được đảm bảo. Về phương diện tình cảm, tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, lúc này về phương diện tình cảm của người tuổi Quý Mão khá sôi động, vận nhân duyên được Tỷ Kiên tọa mệnh, lại lâm đế vượng, thúc đẩy nhân duyên, đào hoa khởi sắc. Người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 trong tháng này, dễ dàng có thêm nhiều bạn bè, chiến hữu, nhờ tính cách ưa giao thiệp, ưa nói chuyện, bạn rất thích nói chuyện với mọi người, đồng thời còn biết cách quan tâm người thân trong gia đình. Có thể thấy, vận trình tình cảm của người tuổi Quý Mão tương đối khả quan. Với sự thông minh, mềm dẻo, khéo léo, dáng vóc ưa nhìn của mình, không khó để bạn có thể tiếp cận và thu hút người khác giới. Tuy nhiên, đối với những người đã có gia đình nên biết giữ mình, kiểm soát hành vi của bản thân, bởi bạn rất dễ sa ngã bởi tình cảm ngoài luồng, dẫn đến đổ vỡ tình cảm vợ chồng, bất hòa với con cái. Ngoài ra, những tin đồn tình cảm cũng có thể gây tổn hại đến hình ảnh, danh tiếng cá nhân, ảnh hưởng đến sự ổn định của sự nghiệp, tài vận. Về phương diện sức khỏe, người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, trong tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, tháng có nhiều áp lực trong công việc, khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, quá tải, sức khỏe có phần bị giảm sút. Ngoài ra, người tuổi Quý Mão cần phải chú ý việc đi lại cũng hết sức cẩn thận, các dạng tai nạn như té ngã, tai nạn xe cộ đều có khả năng xảy ra. Dù làm công việc gì đi nữa, bạn cũng nên nhớ là sinh hoạt, khoa học, ăn uống điều độ, chớ thức khuya, dậy sớm. Nên dành thời gian để thư giãn, giữ những suy nghĩ lạc quan, không nên than thân trách phận, khiến tinh thần thêm căng thẳng, mệt mỏi, ảnh hưởng đến vận trình tổng thể trong tháng. Quý cô bác anh chị Quý Mão thân mến, để thành công, người tuổi Quý Mão nên biết điều này, biết sớm, giàu sớm. Tất cả mọi người đều có cùng tiềm năng, trí tuệ như nhau, vấn đề chính là bạn có cài đặt được những chương trình ưu việt lên phần cứng của mình hay không. Có hai yếu tố nền tảng đóng vai trò cực kỳ quan trọng, đó chính là hệ thống niềm tin và những giá trị sống của bạn. Yếu tố nền tảng thứ nhất, hệ thống niềm tin mạnh mẽ. Niềm tin của bạn chính là công tắc đóng mở khả năng tư duy và tiềm năng nội tại trong bạn. Nếu bạn không tự trang bị cho mình những niềm tin tích cực, hữu ích, thì các bước trong công thức thành công cũng hoàn toàn vô dụng vì bạn chẳng bao giờ thật sự áp dụng được chúng. Hệ thống niềm tin của bạn quyết định những gì bạn mong muốn hoặc khao khát, cũng như việc bạn có bắt đầu hành động để đạt được những điều đó hay không. Nếu bạn có những niềm tin tiêu cực như việc này quá khó, tôi còn quá non nớt, làm được việc đó là điều không tưởng hay tôi không có đủ khả năng, thì gần như chắc chắn là bạn sẽ không đặt ra những mục tiêu to lớn và đầy cảm hứng cho bản thân. Thậm chí nếu không có những niềm tin tích cực, bạn sẽ không bao giờ dám đặt ra bất kỳ mục tiêu nào cho mình. Và dĩ nhiên, sẽ không một ai có thể thật sự đặt ra mục tiêu cho bạn được. Hơn nữa, những niềm tin tiêu cực về bản thân cũng như cái nhìn bi quan về hoàn cảnh hiện tại của bạn sẽ khiến bạn bỏ cuộc ngay cả trước khi bắt đầu, hoặc chỉ cần gặp phải một chướng ngại nhỏ trên đường, thay vì kiên trì hành động theo những bước cơ bản trong công thức thành công tuyệt đỉnh cho tới khi đạt được kết quả như ý, bạn sẽ bỏ cuộc. Nói tóm lại, nếu bạn không tin rằng mình có đủ phẩm chất cần thiết hay nghĩ rằng việc đó quá khó khăn, rất có thể bạn sẽ đầu hàng ngay từ đầu. Vì thế, phát huy những niềm tin mạnh mẽ và tích cực sẽ là yếu tố quan trọng hàng đầu. Yếu tố nền tảng thứ hai, giá trị sống là động lực thúc đẩy bạn. Chìa khóa thứ hai của công thức thành công tuyệt đỉnh chính là những giá trị sống của bạn. Những giá trị sống cũng giống như những nút bấm cảm xúc, điều khiển hành vi của bạn. Đó là những thứ bạn xem trọng trong cuộc sống, vì thế chúng được gọi là giá trị sống. Cách nhìn nhận của mỗi người về những giá trị sống như thành công, tự do, an toàn, tình cảm và hạnh phúc rất khác nhau. Đồng thời,
Thứ tự sắp xếp các giá trị này trong tâm trí mỗi người sẽ quyết định những lựa chọn và hành vi của họ. Ví dụ, một số người có động lực làm giàu mạnh mẽ bởi vì họ muốn điều đó mang lại cho họ sự an toàn. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để khi gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, tôi luôn có một nguồn dự trữ đáng kể. Trong khi đó, một số người khác cũng có cùng mong muốn làm giàu, nhưng họ lại lấy động lực từ những giá trị sống khác như tự do chẳng hạn. Tôi muốn kiếm đủ tiền để có thể được tự do bỏ công việc nhàm chán hiện tại, tự do lựa chọn làm công việc yêu thích của mình, tự do về thời gian. Điều quan trọng nhất, cho dù những giá trị sống của bạn là gì, chúng cũng cần phải tương ứng với những mơ ước của bạn. Lý do khiến nhiều người cảm thấy không có động lực thực hiện ước mơ của mình là vì những giá trị sống của họ không tương ứng, thậm chí tương khắc với những mơ ước đó. Đến đây thì tôi tin chắc rằng bạn đã hiểu được tầm quan trọng của hai yếu tố nền tảng, hệ thống niềm tin và những giá trị sống trên con đường vươn tới thành công của bạn. Còn bây giờ, đã đến lúc bạn bắt tay vào hành động. Vâng, quý cô bác tuổi Quý Mão thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 cho người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Xin kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.